tại bên kia mặt bằng nó đang trời mát, cho nên mình sẽ bài toàn bộ những dòng máy của hãng Sanjo này ra luôn. Mời tất cả quý hàng theo chân mình nha, đi cùng nhau hỗ trợ. Mình sẽ đẩy qua bên kia đường và mình sẽ khui toàn bộ những dòng máy đó luôn. Mình đang đẩy qua bên này được, thấy cái này ha, quá xịn hào luôn. Đây máy này còn nữa chứ không phải hết đâu, tích 400B nữa, tích 315 nữa. Mình cho mấy đứa này nó vượt lên chính mình, cho nó sắp được tất cả dòng máy theo đúng chỗ vị trí luôn nha, từ bé tới lớn, từ que tới mít, từ tích tới mít luôn. Đi lướt qua tới đây là sẽ thấy thôi, cái khách lướt qua tới đây sẽ thấy con máy, thấy liền cái cảnh mình làm vừa xong mà không sao hết. Rồi xong đó, đây là toàn bộ mình hôm nay mình quyết định mình đem ra để mình cho cái khách biết rằng một cái máy hãng là nó như thế nào, chứ không phải mà nói cái chuyện mà mình cứ lên mạng nhân danh Nhật đố thằng máy Nhật nào mà dám bài tất cả dòng máy ra đây. Trong video mình phải nẹt lửa đầu lên, các khách thấy không, phải nẹt lửa lên đó, mấy đứa nó bưng ra là nếu mà bưng nữa là sẽ lại qua nhà hàng sớm, nếu mà mình đem máy ra nữa là nó lắng qua tới chỗ con chó nó đi luôn á. Video này mình đang giới thiệu với tất cả quý hàng những dòng máy chánh danh, chính một cái do một cái hãng làm ra đó. Mình quý khách là hình dung được rằng là gì, mua máy, bán máy móc ở Việt Nam mình á, tránh cái tình trạng là bị người ta lừa, là người ta lấy con máy Trung Quốc rồi người ta nói thành máy Nhật. Đây là một cái máy do một cái hãng rất là lớn, mọi người mua thì mua một cái máy có hãng, có hiếp đàng hoàng, chứ đừng có mua những cái máy đó. Mình bán toàn bộ những cái máy rất là xịn hào. Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp, rất là vui. Chúc tất cả khách hàng ở khắp muôn phương có một ngày thật là vui và thật bình an. Hôm nay là một ngày mà những cái đơn hàng của hãng Sanjo, mình sẽ test những cái dòng máy trong cái đơn hàng ngày hôm nay. Là hôm nay là có một đơn 100K đó, và hai con 250 gửi cho anh Đạt ở Tây Ninh, một con 315 hai nguồn điện gửi cho anh Lý ở Phú Thọ, một con hai con mít 500A gửi cho chị Liễu và anh Hồng cũng ở Phú Thọ. Chị Liễu thì ở Đắk Lắk, còn anh Hồng thì ở Phú Thọ. Thì toàn bộ nhân cái dịp buổi sáng đẹp trời này, mình sẽ đẩy toàn bộ những cái dòng máy qua bên này, nó mát hơn, bên này nó nắng vô cùng, thì mình sẽ giới thiệu đến toàn thể cho quý khách hàng ở khắp muôn phương một cái máy mà cái thương hiệu nó gọi là hãng là như thế nào. Chứ còn quý khách đừng có coi rồi những cái chỗ như là máy Nhật rồi máy Đức rồi gì máy gì mà test gì, là quý khách cứ tra coi cái chữ mà test gì đó. Nhiều anh vô bình luận đó, nhờ coi kênh anh mới mua, chứ không thôi là chút xíu nữa là mua cái con test gì rồi. Thì mình có chúc mừng anh đó, hên là anh mua máy của hãng á, chứ anh mua cái máy gì mà nó để chữ test rồ test hay gì đó, là cái đó là máy tổ hợp, nó đặt OEM bên Trung Quốc á. Đó, đây là những cái máy do một cái nhà máy rất lớn có địa chỉ hẳn hoi đó. Đây là mang thương hiệu Sanjo. Thì hôm nay mình nhân cái cơ hội mà trời nó đẹp vậy nè, sáng sớm mình sẽ đẩy toàn bộ những cái dòng máy này ra để mình review cho tất cả quý khách hàng. Đó, thì đầu tiên mình sẽ đấu con máy 100K này, mình sẽ đẩy qua bên kia được. Mình test một con các 100K và mình sẽ test vài con máy hàng que 250 thôi. Còn lại nội dung chính video mình sẽ review toàn thể những cái dòng máy mà của cái hãng Sanjo nó sẽ cung cấp cho khách hàng ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Còn cái dây màu xanh lá cây quý thấy không, là dây đó để mình nối te. Còn cái này là mình sẽ đấu vô ngay chỗ phần te, thấy không khách hàng ha. Rồi đấu điện 3 pha vô và mình sẽ đẩy con máy qua bên kia được. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy qua bên kia được, thấy không khách hàng ha. Rồi mình sẽ test những cái dòng máy xịn hào bên kia luôn, đẩy cái cặp máy này đi qua kia, quá xịn hào. Đây là máy cắt 100K. Rồi đây là siêu phẩm cắt 100K. Rồi tiếp sau đó, đây là cái đơn hàng của ngày hôm nay, hai con máy ạt 250 bán cho anh Đạt ở trên Tây Ninh. Nhớ cái rằng ha, đây là con máy, hai con máy ạt 250 bán cho anh Đạt trên Tây Ninh nè. Quá xịn hào nè. Rồi phải không? Rồi tiếp theo nè. Rồi mình sẽ khui tiếp nè. Đây là hai con ạt 250
Không, con 315 này là của anh Lý ở Phú Thọ. Tiếp sau đó mình sẽ khui tiếp. 315 này là cái thùng của anh Lý ở Phú Thọ. Mình để chỗ trống này để mình bỏ ngạc 250 của anh Đạt ở trên Tây Ninh nè. Anh này ở bến xe Tân Châu sẽ thử và giới thiệu rồi đem đi giao ra bến xe liền ngay tức khắc cho anh. Máy này có giá bán quý khách con 250 nè. Đây nè, con 250 đó đó. Thì có giá bán sẽ là, để xuống đây đi, mất thời gian quá rồi. Rồi bỏ vô. Phụ kiện cho theo có giá bán là 4.600.000. Phụ kiện cho theo là 3 mét kìm hàng, cáp 25 ly vuông siêu xịn hào, đủ ly đàng hoàng. Nói quý khách chú ý nha, máy công nghiệp dòng thật đủ 250. Đó là mình phải nên như vậy. Đó, xong. Mình sẽ khui ăn máy này luôn. Máy này có giá bán là 4.600.000 nha. Dòng thật 250A. Chút xíu mình đo luôn. Rồi, con lái máy này là con 315. Có hai nguồn điện. Quý khách coi luôn nha. Sử dụng được điện 220 380V. Tiếp sau đó mình sẽ có máy 315 hai con luôn. Anh Lý đặt hai con, anh Đạt đặt hai máy. Gài ra. Đây là toàn bộ những dòng máy của một cái hãng lớn đàng hoàng chứ không phải là hàng tổ hợp. Đó, đây, quý khách nhìn ha. Mình sẽ đặt xéo xéo vậy nó sẽ đẹp hơn. Đây một cặp 250. Đây là các 100K. Đây là ạc 315. Review toàn tổng thể. Rồi sau đó mình sẽ nhờ tất cả anh em ở trong kia nó chuyển một mớ modem thôi chứ chuyển hết không nổi, chuyển hết đó nó phải là nó đi ra tới bút bên kia đường á. Xa lắm. Không được. Rồi, 315. Cái này nó như tích. Que ha, que xong rồi giờ tới tích. Rồi, đây là tích 3250 ACDC cũng mới vừa về. Một xe ba gác 40 khuất chia ra nhỏ thành 6 xe ba gác nhỏ chứ không có lấy cái xe vớ va vớ vẩn chạy ra. Quý khách cứ tin là sẵn trong video này mình nói nha, không, nhà nước hiện giờ cấm nhập hàng cũ nha, không có hàng nội địa Nhật nào mà được phép nhập hết nha, phải nhập hàng mới 100%. Và mỗi lần nhập cẩu như vậy rất là khó khăn chứ không phải, nếu mà có những cái đường dây rất là quan hệ lớn dữ lắm mới nhập được máy nội địa Nhật. Chứ còn bình thường là không có cửa nào mà nhập được đâu nha. Nhà nước đang cấm nhập máy cũ, không bao giờ có. Và đồng thời không có máy nào mà chuyển điện được cả. Không có một con máy nào mà từ điện 100V AC mà biến lên thành điện là 220V AC được hết nha. Không bao giờ có chuyện đó. Quý khách bớt bớt mà dễ cả tin giùm cái ha. Đây là con ACDC thứ hai. Hôm nay á, mình nói lại lần nữa, một cặp 250 bên kia là do anh Đạt trên Tây Ninh đặt. Một cặp 315 này là do anh Lý ở ngoài Phú Thọ đặt. Một con máy ACDC này là anh Hải ở Phan Thiết đặt. Rồi một con ACDC này là do anh Trinh ở trên Lâm Đồng đặt. Anh Trinh này có nickname ở trên YouTube của mình tên là gì? Trinh Đặng Ngọc á, không ta? Trinh Đặng Ngọc đúng rồi. Đây là anh Trinh Đặng Ngọc, hai cái đơn hàng ngày hôm nay tích 250 ACDC xịn hào cũng do anh Trinh Đặng Ngọc. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ vô mình review hai con máy này. Tuy nhiên nội dung chính của video này là mình sẽ giới thiệu toàn thể những cái dòng máy mà của cái hãng xăng vô này nó làm ra chứ không phải là hàng tổ hợp, để quý khách hình dung được hàng như thế nào gọi là hàng của một cái hãng lớn do nó chính danh chính hãng nó làm chứ không phải mà hàng mà là tổ hợp. Rồi quý khách thấy là lúc thì đổi thành model rotate, mà tại sao có cái model tên là MK, quý khách hình dung không? MK là tên của một công ty ở Việt Nam, hãng này nó sẽ đặt rất là bài bản, ví dụ xăng vô nó là vậy. Rồi đây là con máy 500A. Cái này là của anh Lý ngoài Phú Thọ nè. Còn cái này là của chị Liễu nè.
đó. Máy 500 này là của chị Liễu ở trên Đắk Lắk nè. Đó rồi xong. Hôm nay là mình đây là toàn bộ đây là máy chánh danh, chánh hãng đàng hoàng, hao gas. Đó đây, mic 500 nè. 500. Tích 250 ACDC, ạc 315 hai nguồn điện, ạc 250, cắt 100k. Rồi, mấy đứa ơi, chuyển giùm anh một mớ máy trong showroom ra hết cho khách hàng coi. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ nhờ mấy đứa em nó chuyển đây nè, quý khách cùng nhau theo mình luôn. Mình sẽ chuyển con rùa luôn. Đây là hai con rùa. Còn mấy đứa khi giùm toàn bộ máy trong showroom ra ngoài coi. Đó, mình sẽ cho tất cả anh em chuyển những cái dòng máy chính danh, chính hãng để mình sắp đầy ra ngoài đó cho tất cả khách hàng coi. Đây là bộ rùa xịn hào ha. Rùa này. Hãng là nó phải làm đồng bộ từ cái khâu rùa cho đến tất cả cái thứ khác. Bưng ra cho tất cả khách hàng coi luôn. Đây là con rùa của nó. Súng nè. Súng dài 5 mét miên man nè. Các thấy không? Nó một cái máy mà của hãng làm nó phải là như vậy. Rồi. Rồi quý khách so với những cái máy nhân danh Việt Nam coi nó làm có được vậy không nha. Quý khách ai mua rồi sẽ tự coi. Đó, đây là rùa 4 con lăn. Rồi mình sẽ đem qua để đi cho nó đúng bộ của nó. Vô. 500 ampere xịn hào. Bỏ lên đây. Cáp thì dài 8 mét miên man. Đồng hồ xeo 2 súng ống đầy đủ hết. Hai quý sài ha, cặp mát đầy đủ hết. Súng thì dài 5 mét miên man. Đây, đây là con rùa thứ hai của hãng Săn Vô. Cáp dài 8 mét miên man. Hai con máy này của chị Liễu và anh Lý. Đó. Súng 500 5 mét. Đồ nó cho theo rất là xịn hào như vậy đó. Đây. Rồi nè, mấy đứa em nó đem ra được mớ hàng máy là em nó để lung tung hết. Hàng que, chiên trị, đũa 5 ly, nó có ghi model là 5.0 nè. Cái này hàng này gấp quá, mình lấy hàng trên cái bảng mà nè, nó bán bên nội địa bên Trung Quốc á. Đây là tích 200G, đối thủ với con tích 250A của hãng Gia Xích Welcome và hơn hẳn con HK tích 200A. Rồi, đây là con máy mic 5kg, cũng đẳng cấp Pro. Ủa không phải, lộn. Con này con máy CT416GD là máy đa chức năng, có cắt lách ma, hàng que, hàng tích. Đây là máy tích 200B, có tích lạnh, tích xung, tích điểm, hàng que. Này, máy này 5 tính năng là giống con tích 250BC của hãng Tenja nè. Đây là tích lạnh, tích 35GD. Đây là con mắc 250GMA sử dụng con dây 15kg nè. Xịn hào nè. Đó. Đây là con máy mắc 270GD là chuyên trị hàng nhôm nè. Rồi lướt qua rất là nhiều dòng máy. Còn bên này em nó đang đẩy một con cắt 160 qua nữa. Quá sáo và xa rồi. Rồi di chuyển qua bên này. Nếu mà bài ra hết chỗ để rồi. Đây là con máy mic mà nãy mình bóc mình nói lộn với con. Đây nè, cái tướng của nó bằng y con nãy nè, mà khách đảo vòng theo những cái dòng máy xịn hào này. Hồi nãy mình bóc con này lên mình nói lộn nè. Tại tướng tá nó giống nhau nè. Nó bằng y kích thước nha. Con này là con mic 5kg. Đó. Thách thức luôn với con máy mà mic 200D Rồ của hãng nhân danh Việt Nam. Thách thức tất cả những dòng máy 5kg. Đó. Đây là con máy nó nặng trình trịch của hãng này làm ra luôn. Đó. Tạm thời mình sẽ sắp như thế này. Quá đẹp đi. Mic nè. Đó. Thì hôm nay mình nhân cái dịp mà nhiều đơn hàng về cái hãng này đó, thì mình làm cái video review về hãng này cho tất cả quý khách hàng coi luôn. Mic nè. Tích nè. Đó, quý khách đảo vòng ha, tích lạnh, tích xung, tích điểm nè. Đắp sắp xa ra đâu chấp gần chi vậy. Đây là con ạc 300 nè. Đây tích 200 ACDC nè. Đây là cắt 100k là không có sử dụng máy nén khí và mình cũng đã đấu điện rồi nè. Đây là ạc 300 nè. Đó. Bên này là tích 200 ACDC, này là ạc 400L nè. Đây là máy hàng tích nhỏ nè. Tích 201 nè, đây là những con hàng que nhỏ nè. 4.0 nè. Chuyên trị đũa 4 ly nhỏ nhưng mà có vỏ. Bên này là con ạc 210L. Đó, L thì mình để chung L.
mấy đứa em nó sắp xấu xí quá. Tích thì mình sẽ để chung với bên tích, thấy không? Hàng này mà bây giờ mình chưa lấy ra hết á, mình mà lấy ra hết nữa chắc là dài tới chiếc xe tải đằng kia. Nè tích nè, đây là toàn bộ những cái hàng. Chưa nữa, mình phải lướt qua đây cho khách coi nữa. Cắt lách ma 160A, hàng que nhỏ nữa nè, 210E giá rẻ nè, 210F nè, 255 nè. Đó, còn nữa. Rồi bây giờ đây nè, tích là mới đem ra một đống nữa nè, ạc 210F nè, ạc 255 có dòng thực là 220A nè, tích 400 có chức năng sung nè. Rồi con máy này nhỏ hơn nè, con ạc MMA 210E nè, E là economic là rẻ hơn, F là cao hơn chút, F là financial đúng không? Economic 210F nè, 255, cắt 160, chiên trị, cắt sắt dày 50 ly nè, cắt 50k mới về chưa kịp review luôn nè, rất là xịn hào nè. Đó, rồi cắt 100, hàng que 400L nè, tích 200ACDC nè, cắt 100k. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ test thử con cắt 100k này như thế nào, hai cái thằng ha. Và mình sẽ kêu mấy thằng em nó đem máy ra nữa nè. Trong showroom mình rất là nhiều dòng máy đến từ thương hiệu Sanjo này. Nó gọi là một cái máy của hãng làm. Của hãng làm là nó phải nhiều như vậy đó. Chứ không phải là nó làm tổ hợp đâu mà không có. Nó ạc 400, ạc 500 nè. Quá trời quá đất rồi. Đây là toàn bộ những cái dòng máy của hãng Sanjo nè. Quá nhiều. Rồi bây giờ để cho mấy đứa nó tiếp tục sắp đi rồi mình sẽ vô mình test con máy cắt 100k trong video. Mà không có khói lửa nó buồn lắm hết đó. Để mấy đứa em nó sắp ra. Máy là về là phải như vậy chứ không phải là gọi là máy tổ hợp hay là máy nhân danh nhật. Rồi đây là phụ kiện cho theo của hàng que mình bỏ đây đi. Bây giờ mình test con 100k. Đây là phụ kiện của mấy con máy mít 500 nè. Đây là anh Liễu, chị Liễu nè. Không, chị Liễu gửi về ngã ba khu công nghiệp Tâm Thắng nè, Đắk Nông nè, thấy không? Mình bây giờ gian đó, nãy mình nói lộn Đắk Lắk, Đắk Nông. Rồi này anh Lý nè, anh Phạm Đăng Hồng với lộn, anh Hồng nè, ở Phú Thọ nè. Nhiều lắm. Khách hàng thương mến nhiều lắm. Rồi, hai con 500 bỏ cái này đi. Bỏ lộn để lộn chỗ mất công. Rồi bên sẽ phụ kiện của 500 để đây luôn đi. Phụ kiện 500 để đây đi. Rồi bây giờ mình trong video mình phải nẹt lửa đầu lên. À, các thấy không? Phải nẹt lửa lên đó, mấy đứa nó bưng ra là nếu mà bưng nữa là sẽ lại qua nhà hàng sớm. Nếu mà mình đem máy ra nữa là nó lấn qua tới chỗ con chó nó đi luôn á. Mà thôi, bây giờ tới đây đi. Bắt đầu mình sẽ test con 100k. Rồi mình sẽ test một cái con 250. Sau đó mình sẽ sơ lược tổng thể qua tất cả các dòng máy của hãng này. Thấy cái này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vô mình làm liền. Cắt 100k là sử dụng máy nén khí từ bên trong. Đây. Sử dụng máy nén khí từ bên trong. Đó. Mình sẽ gắn kẹp kẹp mát vô. Điện thì mình cũng đấu cộng dây mập như con heo vô rồi nè. 3 ruột nhân 4 cộng 1 ruột nhân 2.5. Rồi mình gắn kẹp mát vô. Máy này nó rất tiện lợi cho quý khách hàng đi làm công trình ở thiếu điện, thiếu đùng á. Rồi gắn súng cắt lách ma vô. Tại một cái video review như vậy. Quý khách lướt từ bên kia lướt qua đi. Trong lúc mình đấu này quý khách coi hoài chán rồi. Quý khách coi bên đó đi. Quá trời, em cứ dựng cái camera thẳng đây em lê là được rồi. Đó, quý khách thấy không? Quá trời máy rồi, nó đang nằm lộn xộn hết á. Cái cảnh mà mình đang đấu dây này quý khách coi hoài chán rồi. Đó, đi lướt qua tới đây là sẽ thấy rồi. Quý khách lướt qua tới đây sẽ thấy con máy. Thấy liền cái cảnh mình làm vừa xong mà không sao hết. Rồi, xong. Đó, đây là toàn bộ mình. Hôm nay mình quyết định mình đem ra để mình cho quý khách biết rằng một cái máy hãng là nó như thế nào. Chứ không phải mà nói cái chuyện mà mình cứ lên mạng nhân danh Nhật. Đố thằng máy Nhật nào mà dám bài tất cả dòng máy ra đây. Mình sẽ chuẩn bị thử luôn con máy hàng que 250. Mình sẽ cắm điện hàng que 250 mình test luôn cho tất cả quý thằng thương mến luôn. Rồi mở điện một pha giùm anh luôn đi. Rồi có điện rồi. Bây giờ mình sẽ vô tiến hành mình mở nguồn con cắt 100k này lên. Rồi có điện lên luôn rồi. Nào quý khách thấy không? Mình đang kéo cộng dây điện nguồn từ bên kia qua.
mình sẽ lấy một cái cục sắt dày như thế này, dày dày rất thật dày, mình sẽ cắt thử cho tất cả cái hàng coi, quá trời dày. Rồi, đây là tổng thể những cái con máy xịn hào của hãng xăng xăng vô. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt một đường cho tất cả cái hàng coi liền ha. Đó, lấy kẹp mát kẹp lên, mình sẽ kẹp mát vô đây mình cắt một đường luôn cho tất cả quý hàng coi coi con này nó ngon lành không nha, coi đi đáng để đi công trình được không nha. Rồi bây giờ test coi nó có khí chưa. Súng dài 8 mét miên man nè, quá dữ rồi. Đó, xài khí trong nè, chẳng chỉnh dòng nè, khí ra sao nè, quá dữ, quá xịn hào. Đây là súng dài 8 mét miên man của em nó. Nó ra thằng ha, quá trời quá đất. Đây cái súng 8 mét này bây giờ nếu mình kéo dài nè quý khách nhìn nè, từ bên này qua bên kia một cái dàn máy nó khủng khiếp bên này. Một cái dàn máy nó khủng hoảng từ bên này nhìn qua. Quá trời quá đất. Quá trời. Ơi mấy đứa, bây giờ về đi. Trong lúc anh đang cắt cái này, tụi em sắp xếp làm sao ra thứ tự từ hàng que nhỏ, tích, mít, lát ma đầy đủ từ nhỏ lớn, anh sẽ review tổng thể tất cả quý hàng coi cái. Đó, mình sẽ nhờ mấy đứa em nó làm cho nó xong cái công chuyện này cái. Hiếu sắp xếp lại, Hiếu với Trung sắp lại, tích mít theo mít giùm anh cho đẹp lại cái. Vô, cắt thử này cho tất cả quý hàng coi nha, cho nó xịn hào nha, đây, cắt vô đây nè, vô, khỏi cần cử luôn. Cho mấy anh em nó coi nó vượt lên chính mình được không nha. Sắp lại cho anh đi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bài lót này ra, mình cắt chạm nha. Tại vì mình không có xài cử, mình cắt chạm luôn. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô nè, cắt chạm là mình đưa bét lên đây mình quất một đường luôn nè. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha, vô. Cắt chạm luôn. Đây là con máy cắt lớp ma 100k, sử dụng máy nén khí từ bên trong đến từ thương hiệu Sanjo. À, mục đích của mình làm video này là cho nó có khối lửa mịt mù nè. Nó mình đang sử dụng cái việc cắt chạm. Nếu mình gắn cái cọng dây kia vô là nó sẽ cắt hở. Rồi bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ đo dòng thật con máy này luôn cho mọi người coi nè. Đây, phụ kiện cho theo nè. Là cáp 25 Liu nè, rất là xịn hào nè, thấy không? Đây là toàn bộ những dòng máy đến từ thương hiệu Sanjo. Đó, mình cho mấy đứa em nó sẽ làm một cái việc gọi là sắp từ nhỏ tới lớn. Hôm nay mình nhân cái dịp rất là nhiều khách hàng đặt cái máy Sanjo này thì mình sẽ làm cái video này cho mọi người coi luôn. Rồi mình sẽ gắn dấu cộng vô đây. Rồi mình sẽ gắn dấu trừ qua bên này. Rồi bây giờ mình chỉnh dòng lên, mình đo dòng thật cái. Rồi mình kéo cái miếng sắt kia lên, mình hàng một đường 4 ly là quý khách sẽ hiểu về máy chất lượng như thế nào rồi. Rồi. Bật cái này lên, bật chức năng đo dòng thực lên. Khoan nha, để mình phải đi lấy cái bàn nữa mới được, kéo cái ghế lại đây mới đủ kẹp mát được. Kẹp đũa vô, phụ kiện cho theo là máy con này mình đang bán giá 4.600.000, bảo hành 2 năm, và rất là nhiều dòng máy khác nữa. Tuy nhiên là hôm nay nội dung video này mình không review bất cứ con máy nào, mà mình sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách hàng là những dòng máy xịn hào của hãng Sanjo. Rồi nè, chọn một cái ăn ngay này nha, vô. Có chưa? Lên chưa? Bao nhiêu em bé? Rồi bây giờ mình hàng rồi coi nó lên nhiêu nha hết này nha. Đó, máy là phải có dòng thật nè, lên nhiêu rồi? Bao nhiêu? Đó, quý khách thấy không? 250 ampe dòng thật. Đây, quý khách thấy rất rõ nha. Thấy chưa em? Rồi, xong. Rồi mình sẽ kéo một đường cho tất cả quý khách hàng coi. Trong lúc mấy đứa em nó sắp lại tất cả dòng máy theo cái loại máy của nó từ tích mít que. Rồi mình hàng thử một đường cho tất cả mọi người coi nha, vô. Mạnh quá, giảm lỡ lại giùm anh chút xíu Lan ơi, giảm lại 100
80 thôi, 70, 60 thôi, rồi 160, mạnh, quá mạnh rồi. Rồi, mình làm lại nha, tất cả khách hàng coi nha, đó. Quá mạnh, để nãy để dòng maximum nó mạnh quá. Đó, đốt đũa 4 ly phà phà luôn nè. Phải giảm lửa lại mới được, chứ nãy để maximum của nó mạnh lắm, chịu không nổi đâu. Nó đốt đũa chịu lực mà nó đốt rạo rạo nè. Nó sàn qua cho quý khách hàng coi tất cả những dòng máy kia, và thấy là anh đang chỉnh dòng bao nhiêu, rồi đảo một vòng coi mấy đứa kia nó sắp xong chưa rồi quay trở lại. Đó, mình đang đốt cái dòng nhỏ lại chứ nãy để tới 250 nó bự quá. Rồi quay trở lại đi, đó. Quá trời đẹp à. Đó, khách thấy không? Hàng cái gì mà cũng ghiền hết trời. Đây là cái đũa 4 ly dài miên man nè. Đó, khách thấy không? Đường hàng của nó nè. Đó. Đó. Mình hàng chơi chơi vậy thôi rồi. Mà tiếp tục mình làm một đoạn nữa nè. Mấy đứa nó sắp gần xong chưa vậy em? Quý khách đang theo dõi tất cả những dòng máy xăng vô từ nhỏ tới lớn. Sau khi mình hoàn tất xong cái đường hàng đũa 4 ly ở dòng hàng 160A này, mình sẽ quay trở lại, mình sẽ giới thiệu tổng thể những cái dòng máy chính danh chánh hãng do hãng xăng vô sản xuất. Máy được tất cả các dòng máy do kênh máy hạng quyền phân phối sẽ có từ mít, tích, que, plasma, những dòng máy đa năng hiện đại nhất trong năm 2023 này. Đó, rất là phù hợp với xu hướng của thế giới bây giờ. Đó, quá xịn hào. Đó, quý khách mua máy hàng que là phải mua những con máy đủ dòng như thế này. Cần gì mua con máy chỉnh số tầm bậy tầm bạ để làm gì đâu. Đó, đúng 250 là 250. Mình mua hàng que là mình phải lựa cái máy dòng thật của nó đàng hoàng. Đó, quý khách sẽ thấy tất cả anh em nó sắp xong chưa ta tí. Hả? Rồi. Xong, mình sẽ quay trở lại. Bây giờ mình sẽ đi từ bên này qua. Đó, nó sắp, mình nói rồi, nếu mình đổ hết cái container 40 feet nha. Và máy mà mình để một cái loại á, mà là 5 máy đi, thì nó sẽ kéo dài ra tới ngã ba ngoài kia luôn. Nhưng mà ở đây là mình chỉ đang đi có một máy thôi. Mỗi một dòng một máy thôi. Rồi bây giờ mời tất cả khách hàng lướt từ đầu tới cuối và mình sẽ khép video.